không đi không làm sao vì mà đã một người kinh lão mà làm bùi đái thôi đang gì xoay cái bay đi làm thôi các chị, cảm ơn các anh chị nhé. Vâng, các anh chị cứ ngồi tâm sự đi, em đi một vòng đã. Vâng, chúng ta sẽ tạm biệt các anh chị này nhá, đi xem một tí thế nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
buôn mà xuống đẹp mà đẹp lắm. Mời các bạn tiếp tục nghe các anh chị hát khi nhé. Hai chị gái Bắc Giang xinh tươi hát cạnh hoa cẩm tú cầu luôn, hát với các anh trai Lạng Sơn. Các anh chị đang hát trên đỉnh Mẫu Sơn đấy, hoa cẩm tú cầu đang nở rất là đẹp. Tôi quay thế nhỉ? Đang quay dở mà. Rồi em được 25 phút rồi. Thôi à? Bye cô chú nhá. Chúc cô chú hát xinh khỏe nhá. Thôi cô chú cảm ơn các cháu. Cô chú cảm ơn cháu. Cháu đi nhá. Bye bye. Yeah.
Bye.
Vâng, rồi thầy đúng quá. Yeah.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đá một cái lẩu thôi. Bán đi. Không làm sao? Chuẩn bị. Con đá một cái lẩu. Con nào bùi đá. Thôi. Xoáy cái bánh gì? Làm bao đi. Ô đặc trọng. Thôi các chị, cảm ơn các anh chị nhé. Vâng, các anh chị cứ ngồi tâm sự đi, em đi một vòng đã. Vâng, chúng ta sẽ tạm biệt các anh chị này nhá. Đi xem một tí thế nào. Thank you.
nhà cơ tế phải long a cái sư tổ. 5 phút nữa. 5 phút nữa. Nốt nốt anh ạ. Đang hay. Nam mô A Di Đà Phật.